Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại trụ sở Đại đội 6 Trung đoàn 31 Cảnh sát cơ động do bị cáo Nguyễn Đào Giang sinh năm 1974 rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xử sơ thẩm xác định ông Giang là nhân viên bộ ngoại giao trụ sở tại đường Lê Quang Đạo phường Mễ Trì. Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 14 tháng 2 năm 2023, sau khi uống rượu cùng bạn bè, ông Giang được đưa về trụ sở Bộ Ngoại giao. Khoảng 15 giờ 30 phút, ông Giang lấy xe ô tô Spander của mình, định đi về nhà ở phố Yên Hòa, nhưng vừa ra cổng đã buồn ngủ nên đỗ xe ở lề đường phía trước cổng ra vào trụ sở Đại đội 6, Trung đoàn 31, Cảnh sát cơ động số 2 Lê Quang Đạo cách Bộ Ngoại giao khoảng 50 m khi đó, chị Nguyễn Thị Hương sinh năm 1991 là cán bộ đại đội 6 thấy vậy ra nhắc nhở yêu cầu ông Giang di chuyển xe ra chỗ khác, nhưng ông này không chấp hành mà còn xuống xe đi bộ vào bên trong đại đội 6, thấy ông Giang có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát, nữ cán bộ thông báo cho mọi người trong đơn vị. Lúc này nhiều cán bộ đại đội 6 ra nhắc nhở yêu cầu ông Giang ra khỏi đơn vị, nhưng ông Giang không chấp hành liên tục chửi bới, đấm vào mặt hai cán bộ cảnh sát cơ động. Khi bị giữ lại, ông Giang đã vùng ra đấm, cào khiến vài người xây xước nhẹ nhóm cảnh sát sau đó khống chế người này đưa vào trụ sở và gọi công an phường mễ trì đến giải quyết khi tổ công tác công an phường mễ trì đến đã giới thiệu bản thân và mời ông giang về trụ sở để làm việc ông giang tiếp tục chống đối chửi bới và đánh đá cán bộ công an phường mễ trì lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ bản án sơ thẩm cho rằng hành vi của nguyễn đào giang là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến hoạt động của cơ quan nhà nước về quản lý hành chính gây mất trật tự trị an xã hội cần phải xử lý nghiêm Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chỗ cư trú rõ ràng, nhất thời phạm tội nên tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 9 ngày tạm giam bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Về khấu trừ thu nhập, tòa án xác định ông Giang đã nghỉ việc ở Bộ Ngoại giao, chuyển sang làm việc tại công ty tư nhân với mức lương 2 triệu đồng một tháng, nên phạt bị cáo trong thời gian cải tạo phải nộp 100.000 đồng một tháng. Liên quan đến vụ em NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ so não nặng, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh vừa lên tiếng xin ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Chị Lan cảm thấy rất xúc động trước tình thương, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng dành cho hai mẹ con. Đó là những sự hỗ trợ rất quý báu để gia đình có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho cháu D, cũng là nguồn động viên rất lớn mang lại niềm tin và hy vọng phép màu sẽ đến với cháu ở thời điểm khó khăn này. Trao đổi với phóng viên, chị Lan cho biết, đến thời điểm này, con trai chị đã có những dấu hiệu chuyển biến, tuy rằng không thể nói trước điều gì nhưng chị xin ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Chị Lan cho biết, đến thời điểm này, gia đình em đã tạm thời ổn định để lo cho con nên em xin phép được ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm nhường cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Mẹ con em xin cảm ơn tất cả mọi người. Người mẹ này cũng cho biết, trước đó, chị đã xin ngừng nhận tiền hỗ trợ nhưng từ khi chuyển con về viện Phú Thọ, chị vẫn nhận được những sự hỗ trợ từ nhiều người. Liên quan đến tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não nặng, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân NHD đã có những chuyển biến tích cực sau 6 ngày từ Hà Nội đưa về quê điều trị. Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện lên mức 5-6 điểm trước đó chỉ ở mức 3, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp thở tự xen kẽ, tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước điều khá. Cho dù còn tiên lượng dè dặt nhưng tình trạng này là có chuyển biến tích cực hơn so với trưa ngày 26 tháng 3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Mới đây, công an huyện Thanh Trì Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thương Tín Hà Nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thì phát hiện ô tô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy Đình Văn Ngọc lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách đánh võng, di chuyển được khoảng 200m thì đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về Công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17h30 ngày 1 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường, Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, mới đây ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường Ven Hồ, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô. Phát hiện xe vi phạm, tổ công tác công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đăng bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy. Lúc này, anh Tú vòng một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của Đăng chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước. Sau khi Đăng bỏ chạy được một đoạn, anh Tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe. Ngay lập tức, đang nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát, buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo. Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao, nên anh Tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo. Tuy nhiên, đang điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường, làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên, để lại phương tiện và bỏ trốn ngày 21 tháng 8 năm 2023, đang bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản.